Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thất thân làm thiếp của tác giả Nguyệt Sinh. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 1 Ác mộng Thất thân làm thiếp Thiếu trang chủ của Phượng Vũ Cửu Thiên cưới vợ là con gái của binh bộ thị lang thượng quan Vãn Thanh. Tin tức kia vừa truyền tới, làm đám người nghe được nhau nhau hưởng ứng. Cơ hồ từ đầu đường đến cuối ngõ, ai cũng đang nói đến thiên tác giai duyên này bốn chữ phượng vũ cửu thiên, tại Vân Quốc, có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu, đây là cái tên có thể khiến hắc bạch hai phe cùng hưởng ứng. Vốn dĩ phượng vũ cửu thiên chỉ là một môn hộ bình thường trong chốn giang hồ, chính là từ mấy năm nay, sự vụ chuyển cho thiếu trang chủ phượng cô trưởng quản. Hắn có cái đầu cực kỳ lợi hại trong việc buôn bán, chỉ vòn vẹn 4 năm ngắn ngủi, hắn đã thu về đủ các loại sinh ý, từ tiểu lâu, hiệu cầm đồ, ngân hàng tư nhân, lụa, tình báo, đến thuyền vận. Cơ hồ không có hắn, Phượng Vũ Cửu Thiên không có sinh ý. Jin, không thể kiếm tiền ý. Phượng Vũ Cửu Thiên dưới tay hắn, đã trở thành thương giới đứng đầu vân quốc. Mà địa vị trong chốn giang hồ, càng ngày càng tiến, nếu tại đại hội võ lâm năm nay, có thể giành được chức minh chủ, chắc sẽ càng khiến hắn ngông cuồng, tự cao tự đại. Phượng cô, không chỉ có bản lĩnh, càng là một khuynh quốc nam tử, nghe nói hắn lớn lên có mỹ mạo kinh người nhưng số người chân chính gặp qua hắn lại quá ít. Khuyết điểm duy nhất của hắn là hành sự tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Chính là bởi vì quá nhiều hào quang, khiến cho rất rất nhiều người xem nhẹ điểm này. Lại nói nữ nhi của binh bộ thị lang thượng quan vãn thanh, mặc dù không đến mức là một khuynh thành mỹ nữ, nhưng cũng là một tài nữ, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, không gì không giỏi, tài trí càng hơn người, có khả năng xem qua là hiểu, cơ hồ học cái gì đều là giỏi nhất, tính tình dịu dàng có lễ, thanh khiết như ngọc. Mối lương duyên trời định như vậy thế nào lại không làm cho người người khen ngợi, là câu chuyện mà mọi người ngày ngày ca tụng. Đương nhiên, nếu không có phát sinh ngoài ý muốn. Một đêm nọ, thị lang phủ chìm trong yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên một cơn gió thổi qua cây lê, truyền đến tiếng kêu sàn sạt. Trừ ra, không còn âm thanh nào khác. Ngày mùa hè như vậy, đáng lẽ phải an tính, không hiểu sao vãn thanh thập phần khó chịu, Nàng vô cùng sợ hãi, nhất định là sốt cao, bất luận đã uống nước mơ ướp lạnh cũng không hạ được nhiệt. Nóng thế này, làm cho toàn thân khó chịu, cái nóng từ trong tỏa ra. Dù đã mở cửa sổ, vẫn không thể giúp cơ thể giải nhiệt, mồ hôi không ngừng tuôn. Chiều nay, không biết vì sao, tinh thần nàng một mực bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh, quyển sách trên tay, căn bản là không vào đầu một chữ nào. Đặt quyển sách xuống, bước về phía cửa sổ, Hít một hơi thật sâu, hương thơm thanh khiết của hoa cỏ tràn ngập khoang mũi. Đột nhiên, trước mắt lóe lên một bóng đen, từ cây lê khinh công đến, trong nháy mắt, khi Vãn Thanh chưa kịp có phản ứng, đã điểm huyệt nói của nàng. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta thán phục. Vãn Thanh nhìn hắn, ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng, rồi sau đó bình tĩnh trở lại. Nàng biết, lúc này, trong nguyệt ánh hiên không có người nào khác, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Điều đầu tiên không thể để bản thân rối loạn, mới có thể cùng hắn cân não. Có thể nàng suy nghĩ quá đơn giản, cho là tặc nhân này chỉ vì tiền tài mà nửa đêm khống chế nàng, nhưng nàng không ngờ tặc nhân này không phải tặc nhân bình thường. Hắn đến, là mang đến cho nàng một tai họa ngập đầu. Nàng căn bản là không có cơ hội cùng hắn cân não, sự việc tới đột nhiên như vậy, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng đôi mắt sợ hãi, hắc y nhân chặn ngang ánh mắt của nàng, ôm lấy nàng, ném nàng vào quý phi tháp thượng, rồi sau đó thô bạo cởi áo nàng lộ ra mảnh yếm màu vàng thêu hoa lan nàng chỉ vừa kịp nghĩ đến ba chữ hái hoa tặc hắn đã đột nhiên dùng sức tiến vào nước mắt theo khóe mắt tuôn rơi là đau là nỗi đau của thể xác càng là nỗi đau của tâm hồn không nghĩ tới nàng dĩ nhiên lại gặp phải chuyện như này ngay khi nàng sắp trở thành vợ người ta đúng vậy ba ngày sau nàng sẽ gả vào phượng vũ cửu thiên không ngờ xảy ra chuyện như này, ngày tháng sau này nàng biết sống như nào. Một đôi mắt nam nhân sáng ngời nhìn đôi phượng nhãn của nàng, rồi nàng từ từ nhắm đôi phượng nhãn lại. 16 năm qua, nàng chưa bao giờ biết tư vị của hận. Chính vào giờ phút này, hận giống như là nước mưa trong mắt tuôn xuống cỏ dại điên cuồng mà phát triển mạnh mẽ. Nguyên lai, like, đây chính là hận a. Khó trách, Tương Cầm có thể ác độc như vậy độc địa buông lời nguyền rủa nàng cũng như nàng, nguyện không có giá trị để lợi dụng. Cảm thấy không còn tặc nhân trên người, không khí trong phòng trở về sự an tính, chỉ có con dớ từ từ thổi qua, tựa hồ như chân an một nữ tử bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng mở đôi mắt trống rỗng, huyệt nói chưa được giải, nàng căn bản không cử động được, chỉ có thể phơi bầy thân thể tàn hoa bại liễu, cho nàng cảm giác tủi hồ vô tận. Xa xa truyền đến tiếng hô bắt trộm, càng ngày càng gần, tiếng bước chân lẫn lộn đổ về phía Nguyệt Ánh Hiên. Thiếp thân nha hoàn song nhi dẫn hai tỷ nữ mở cửa mà vào, liền bắt gặp nàng một thân bạch ngọc lõa lồ, dưới thân còn có lạc hồng. Kêu lên sợ hãi một tiếng, cửa lớn lập tức đóng lại. Không khí bên trong phòng lại khôi phục sự an tính, hô hấp bình ổn, không biết làm sao. Phản ứng đầu tiên của song nhi là kéo lại y phục của nàng, chỉnh lại y phục cho nàng, rồi sau đó, liền một giọt nước mắt rơi xuống, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nước mắt tuôn xuống như mưa. Ứa ừ ờ đấm vạt áo thiếu nữ, ướt đẫm trái tim thiếu nữ. Tiểu thư, Vãn Thanh không trả lời, bị Điểm Huyệt nói, nàng căn bản vô phương trả lời. Nếu có thể nói, nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có một đôi mắt trống rỗng nhìn đỉnh màn. Đỉnh màn chạm chù hoa lan, đúng là rất đẹp mắt. Môi nàng cong lên một nụ cười lãnh đạm, so với khóc còn khó coi hơn. Cơn ác mộng này đã phá hủy nàng. Chương 2, ác mộng 2. Thất thân làm thiếp. Mặc dù thượng quan phủ cật lực giấu giếm chuyện này, không để cho người ngoài biết, nhưng Phượng gia cùng thượng quan gia đột nhiên hủy bỏ hôn sự, nhất thời thiên hạ đều đoán là thượng quan vãn thanh bị cưỡng gian. Trên dưới Vân Quốc, nhất thời lại sôi nổi bàn luận, hơn nữa càng ngày càng đông đảo. Có người tiếc nuối nói, thượng thiên cũng không thành toàn cho đôi long phượng trời sinh này cũng có người cười thầm trong bụng nói nàng không xứng đáng dù sao như thế giai duyên người đố kỵ không ít mà vãn thanh vẫn cứ như trước kia bình thản mà sống một cách yên lặng ngoài mặt nàng tựa hồ như thể cái gì cũng không phát sinh qua chính là chuyện như vậy nàng làm sao có thể làm như không có có thể làm như chưa từng có gì phát sinh qua ngay tự bản thân nàng cũng không thể gạt bỏ làm sao có thể chống đỡ được tin đồn bên ngoài hàng đêm nàng đều giật mình tỉnh giấc sau ác mộng. Một đôi mắt sách lạnh lùng mang theo tia nhìn tàn nhẫn, vô tình, âm u, một thân hắc y, như ác quỷ, hàng đêm bám giết lấy nàng trong giấc mộng, không chịu buông tha. Thanh Nhi, liên hương lên tiếng phá vỡ sự trầm tư của nữ Nhi, từ khi xảy ra sự kiện kia, nàng thường xuyên trầm tư như vậy, trong sự trầm tư của nàng, người ta nhận thấy ánh mắt dãy ruột tuyệt vọng, khiến người làm mẹ nhìn mà đau lòng. Mẫu thân, Vãn Thanh quay đầu lại, vẻ đau khổ tuyệt vọng trên mặt nàng phút chốc biến mất, như thể chưa từng xuất hiện, môi nàng cong lên một nụ cười lãnh đạm. Nàng không muốn làm cho mẫu thân khổ sở, dù sao, phát sinh chuyện như vậy, mẫu thân so với nàng khổ sở hơn rất nhiều. Liên Hương nhìn Nữ Nhi đang ra vẻ kiên cường, trong lòng càng dâng lên cảm giác chua xót, một tiếng kêu nghẹn lại trong lòng, Thanh Nhi. Thanh âm nghẹn lại Nàng không biết nên nói gì cũng không biết phải làm như thế nào an ủi đứa con gái đang đau đớn này. Thanh Nhi, nếu thấy đau, con hãy khóc đi, nhìn con chịu đựng như vậy, khiến người làm mẹ như ta rất đau lòng. Vùi đầu vào lòng mẫu thân, giống như khi còn thơ bé, liền cảm thấy rất an toàn. Vốn dĩ nàng một mực chịu đựng, nhưng khi nghe thấy câu nói kia, nàng mới biết mình thật ra không kiên cường một chút nào, tất cả kiên cường bên ngoài chẳng qua chỉ là cố nén nỗi lòng mà thôi. Bất quá nàng chỉ không kiềm chế được, cuối cùng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất. Cảm giác chua xót dâng lên, đôi mắt dần ngấn nước, một giọt lệ lóng lánh như chân châu khẽ rơi xuống. "Ân, đại nương, tiểu muội, hai người đang làm cái gì ở đây? Như thế nào lại ôm nhau khóc lóc?" Một dáng quần vải gấm chấm dãi đi tới là Tương Cầm, vẻ mặt đắc ý trước tai hỏa của người khác không thèm che giấu dù chỉ là nửa điểm. Tương Cầm là con gái của nhị nương, không phải chính thất hơn nữa mẫu thân lại không được sủng ái, tương cầm không nhận được chút coi trọng nào từ phụ thân thượng quan hoàng. Trong lòng tương cầm tràn ngập hận ý, nàng hận cả thế nhân, người mà tương cầm hận nhất chính là thượng quan vãn thanh. Tương cầm hận thương quan vãn thanh có một thân thanh cốt ngạo khí, trên mặt luôn chỉ biểu hiện nụ cười lãnh đạm hơn nữa trời xanh tài hoa tuyệt đại, trên người có khí chất không phải của người thường, chưa cần dùng từ ngữ nào, đã hơn người nàng hận thế nhân chỉ biết thượng quan ra có một thương quan vãn thanh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thượng quan tương cầm là nàng nàng hận nàng đố kỵ cho nên khi nàng biết được thượng quan vãn thanh nửa đêm bị tặc nhân cưỡng gian nàng vui mừng đến nỗi cả đêm không ngủ được ông trời yêu ái nàng ấy cũng không chống đỡ được tai họa lần này vãn thanh nhẹ nhàng lau nước mắt vẻ lãnh đạm bình tĩnh được khôi phục trở lại đại tỷ có chuyện gì không với sự kiêu ngạo của mình nàng không thể để lộ vẻ nhu nhược trước mặt người khác sao chứ không có a à. chỉ là nghĩ muội muội gặp chuyện như vậy nhất định thập phần khó chịu cho nên lại đây nhìn qua ngươi một cái tương cầm hạ giọng bỏ thêm một câu xem ra muội muội thật rất là thê thảm a à. một cô gái bị tặc nhân cưỡng gian đừng nói là phượng gia không chịu cưới chỉ sợ là bất cứ gia đình bình thường nào cũng không muốn cưới ngươi thân làm tỷ tỷ như ta thật sự cảm thấy lo lắng cho phần đời còn lại của muội miệng tương cầm thờ ra toàn lo lắng, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ mặt hả hê thỏa mãn. Vãn thanh cũng không hy vọng tương cầm có thể nói với nàng nửa câu tốt đẹp, đã nhiều năm như vậy, tương cầm đối với nàng vừa hận vừa oán. Nếu không phải là tìm muội cùng cha khác mẹ, nhất định sẽ một cước đá nàng xuống giếng cho chết mới thôi. Những năm gần đây, tương cầm chỉ dám đơn độc oán hận, vẫn phải dùng thân phận tỷ tỷ đối đãi với nàng. Nếu trước đây tương cầm nói với nàng, dù chỉ là nửa câu không hay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra thở dài một tiếng sự oán hận của lòng người dù có đôi khi khó hiểu nàng cũng không trông cậy sự tốt đẹp nào không dám phiền đại tỷ phải lo lắng cùng lắm phần đời còn lại của ta sẽ chỉ ở trong nhà nữ nhân không nhất định phải lập gia đình đúng vậy nàng chưa bao giờ cho rằng không lập gia đình sẽ không có hạnh phúc từ khi gặp chuyện như vậy nàng càng thấy rõ quyết tâm này ông trời yêu ái thân phận, vẻ đẹp nàng bao nhiêu thì ngược lại không yêu ái cho nàng một số mệnh tốt bấy nhiêu. Nếu vận mệnh đã như thế an bài, nàng phải làm thế nào đây? Nếu cứ mãi suy sụp không chút phấn chấn, nhất định không thể tìm ra biện pháp tốt. Có thể ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời, như vậy cũng không tính là quá tệ. Nói bẩy, Liên Hương vừa nghe Vãn Thanh nói như thế, sắc mặt liền thay đổi, mang theo sự đau thương, lại có chút giận, Vãn Thanh, người yên tâm, Nương nhất định sẽ vì ngươi tìm một hôn sự khác. Nương, vãn thanh muốn nói điều gì đó lại thôi. Tương Cầm nhanh như thoát chen vào vạch trần sự thật, tìm một hôn sự khác. Có thể nào lại dễ dàng như vậy a? À? Chỉ có thể trách thượng quan đại tiểu thư ngươi quá nổi tiếng. Giờ chuyện xấu đó đã truyền khắp vân quốc, chỉ sợ là làm thiếp cho người cũng không thể. Tương Cầm, ngươi nói bậy bạ gì đó? Liên Hương giận dữ quát một tiếng. Nàng đương nhiên biết điều đó nhưng làm sao có thể nhẫn tâm nói ra. Chuyện ai ai cũng biết, ta nói bậy chỗ nào, tương cầm nhếch môi cười châm chọc, nói những lời đâm thẳng vào tim. Nương, cùng lắm thì không lấy chồng, ta cũng không nhất định phải gả ra ngoài, vãn thanh nhẹ nhàng quay sang nói với mẫu thân. Không lấy chồng, tương cầm giống như nghe được chuyện cười thông thường, khoa trương cười một cách xinh đẹp, người không lấy chồng. Thượng quan đại nhân cứ như thế để yên cho mẹ con ngươi ở lại thượng quan ra sao? Thật sự là nực cười a. À. Đúng vậy, ai cũng biết, thượng quan Hoàng, từ trước đến giờ, coi trọng nhất chính là danh dự bản thân. Những năm gần đây, sở dĩ mẹ con nàng có thể sống tốt như vậy, là nhờ sự tài hoa thiên hạ ít người có được của thượng quan Vãn Thanh nàng, đã cho thượng quan Hoàng không ít thể diện. Lần này xảy ra chuyện như vậy, đã hại hắn không còn chút sĩ diện nào để nhìn người. Chỉ sợ sau này, mọi chuyện quyết không còn tốt đẹp như vậy có lẽ còn bị đuổi ra khỏi phủ, dù sao, chuyện nhục nhã như vậy nhất định đã khiến thượng quan hoàng già đi không ít. Mi mắt nhẹ buông xuống, vãn thanh vốn thông tuệ, tại sao lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ tại nhất thời căn bản không biết làm thế nào cho phải, mới quên mất chuyện này. Chỉ có thể an ủi bản thân, chuyện gì phải đến sẽ đến, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Có lẽ quả nhiên là thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng nói đến chuyện lão thái thái phượng gia chọn vãn thanh làm cháu dâu cũng có một đoạn nhân duyên mỗi mùng một ngày rằm vãn thanh đều đi vân lai tự lễ phật thường xuyên qua lại nàng được thiên huệ thần ni chủ trì vân lai tự nhận là đệ tử mà lão thái thái phượng gia trùng hợp làm sao lại là bằng hữu tốt từ xưa của thiên huệ thần ni vì vậy qua sự giới thiệu của thần ni vãn thanh biết lão thái thái phượng gia càng quen càng nói chuyện Lão Thái Thái Phượng gia càng yêu thích sự lạnh nhạt mà dịu dàng thiện lương của Vãn Thanh. Vì vậy, liền này ra mong muốn cưới Vãn Thanh về làm cháu dâu. Cho nên, liền có một đoạn trần duyên. Chỉ tiếc lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, mất bao công suy nghĩ, lão Thái Thái Phượng gia liền đề nghị đứa cháu Phượng cô nạp Vãn Thanh làm thiếp. Thứ nhất là vì lão Thái Thái đối vừa Vãn Thanh vừa thấy đã yêu, thứ hai là bởi biết được tình cảnh hôm nay của Vãn Thanh muốn lão thái thái trơ mắt nhìn một cô gái tốt như vậy tự hủy hoại bản thân lão thái thái quả thực không đành lòng dù sao lỗi không phải của nàng là tại tên tạc nhân không có tính người kia vốn dĩ lão thái thái cho là bằng vào với tính cách cao ngạo như mai của vãn thanh nàng ấy sẽ không chịu nhận sự ủy khuất này nhưng bất ngờ là vãn thanh lập tức đáp ứng đúng vậy nếu lấy tính tình của vãn thanh mà nói nàng xác thực là hoàn toàn không chấp nhận sự ủy khuất làm thiếp nàng tuy không còn toàn vẹn nhưng nàng vẫn còn sự thanh ngạo cùng Tôn Nghiêm, hơn nữa một chữ thiếp với nàng mà nói, từ trước cho đến giờ, hoàn toàn không thể chấp nhận. Trong thượng quan phủ, nàng đã nhìn đến chán cảnh những người thiếp của phụ thân ngươi tranh ta đấu, đã nhìn đến chán ánh mắt oán hận của Tương Cầm, nàng không hề mong muốn một ngày kia con của mình lại có cái ánh mắt đấy. Chính là hôm qua, Tương Cầm đã thức tỉnh nàng, nếu nàng không xuất giá, tiếp tục ở lại trong nhà, chỉ sợ sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi cửa nếu chỉ có một mình nàng cũng không sợ nhưng mẫu thân tuổi tác đã cao từ trước đến giờ thân thể vốn đơn bạc làm sao chịu được từng đấy sức ép hơn nữa mẫu thân nàng là nữ tử truyền thống tư tưởng tam tòng tứ đức đã ăn sâu vào óc chỉ sợ chưa bị đuổi đến cửa đã sớm xảy ra chuyện không hay nàng không dám nghĩ tới chuyện đó nếu nàng để bản thân chịu ủy khuất lại có thể đổi lấy sự bình an của mẫu thân như vậy chút ngạo khí kia có tính là cái gì Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 3, làm thiếp. Thất thân làm thiếp. 6 ngày sau. Sắc trời trong xanh, không một bóng mây. Thời tiết thật thích hợp cho việc hỏi. Phượng Vũ Cửu Thiên lúc này chìm trong hoan hỉ, khắp nơi răng đèn kết hoa, quài hồng thải lục không biết là cái gì, nơi nào trong Phượng Vũ Cửu Thiên cũng dán chữ song hỉ màu đỏ. Toàn bộ hoa cỏ trong hoa viên được thay mới, cũng một màu với chữ song hỉ trên tường, đỏ tươi chói mắt bọn người hầu vất vả chạy qua chạy lại, tuy vội vàng nhưng ai nấy đều nở một nụ cười hoan hỉ. Trong không khí vui mừng này, vẫn có người lặng lặng như không chút liên quan. Hôm nay là ngày đại hôn của Phượng gia thiếu chủ Phượng cô, vừa lấy vợ, lại đồng thời nạp thiếp, có thể nói là tề nhân chi phúc. Nhân vật không tầm thường như vậy, đám cưới đương nhiên cũng không giống người thường. Mọi người cảm thán cho tề nhân chi phúc của Phượng thiếu chủ, đương nhiên cũng đồng thời cảm thán cho sự bạc phúc của thượng quan nhị tiểu thư, vốn dĩ là có thể trở thành chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, gặp phải tai họa bất ngờ, chỉ có thể ủy thân làm thiếp. Phượng cô vẻ mặt tuấn tả đến bức người đứng ở giữa sảnh lớn, đón nhận lời chúc phúc của mọi người, lần này đến đây, đều là đại nhân vật, nếu không phải quan to quý nhân, cũng là phú hào địa chủ, nếu không phải nữa nhất định là những nhân vật có tiếng tăm trong chốn giang hồ. Chính là, sự có mặt của những người này, không thể lấy đi của hắn dù chỉ là nửa phần hào quang, ngược lại càng tôn lên vẻ chắc tuyệt bất phàm của hắn. Lông mày rậm, cho hắn vẻ cuồng vọng khoe khoang, đôi mắt phượng dài và hẹp giờ phút này bởi không khí vui mừng bớt đi sự lãnh bạc cùng bạo nhiệt vốn có, lại thêm rất nhiều ôn hòa. Nổi bật lên tất cả là mũi của hắn, như trải qua sự điêu khắc của một đôi tay khéo léo nhất thế gian, cao mà thẳng, cho hắn sự cao ngạo không ai địch được, làn môi hơi mỏng giờ phút này chính hơi mím chặt lại, nghe nói nam nhân có bạc môi như này đều là kẻ bội tình bạc nghĩa, hết lần này tới lần khác, Vị này, Phượng Thiếu Chủ, tuy bên ngoài lên tỏ ra lãnh khốc vô tình, nhưng nếu vào cửa là nữ tử Thủy Nhu, liền lập tức tỏ ra si tình ôn nhu vô hạn. Thiên tri kiêu tử này thật là may mắn. Xinh đẹp nam nhân mà bị dùng từ xinh đẹp, trí tuệ, thủ đoạn, thứ gì cũng có, có thể nói là khiến người ta đố kỵ đến đỏ hai con mắt. Lúc này, một bóng hồng y nữ tử rất đẹp có điều lại có chút lạnh lùng đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng bẩm báo một điều chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ chuyển, đáy mắt lóe lên một tia độc ác, muốn giấu cũng không được. thanh âm phiền toái nói, mời nàng từ cửa sau đi vào. dạ, hồng y nữ từ lĩnh mệnh xong liền lui xuống. chấm cửa sau của phượng gia, một cỗ kiệu hoa màu đỏ do bốn người khiêng lẳng lặng tiến vào phượng vũ cửu thiên, không phải kiệu tám người khiêng, không trống không kèn, cả bà mối cũng không có, người nhà mẹ đẻ đi theo, một người cũng không có cứ như vậy lạnh lùng. phảng phất chỉ có đỉnh kiệu mà thôi. Trong đó thật sự có một người, là Vãn Thanh, giờ phút này an vị trong kiệu, nàng nhẹ nhàng vén khăn che mặt, những lời ai đó vừa nói, nàng cũng nghe được. Nàng nhẹ nhàng cười, như vậy lãnh đảm, như vậy khinh thường, chỉ cảm thấy nỗi đau xót trong lòng. Bản thân nàng hiểu, nàng chỉ là thiếp, một tiểu thiếp đã thất thân, một tiểu thiếp đã thất thân không ai cần, Cửa lớn là dành cho chính thất được cưới hỏi đàng hoàng đi vào. Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy phu quân của nàng sẽ vì nàng tự tay tháo xuống khăn che mặt nàng, chiều nay hắn có mỹ kiều thê của hắn vậy là quá đủ rồi, khăn che mặt nàng tốt nhất là tự bản thân nàng tháo xuống. Lúc Vãn Thanh chậm rãi tháo khăn che mặt xuống, Kiều phu há hốc nhìn nàng, trong cặp mắt trong vắt kia, chỉ có sự bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh, ngược lại làm cho người ta phải thở dài một tiếng bọn họ muốn nói nhưng đến mở miệng cũng không thể có lẽ bọn họ không nên biết gì thì hơn thở dài một tiếng mang cố kiệu trở về nhìn kiệu phu dần dần đi xa song nhi dường như không nín nhịn được nữa nước mắt ào ào tuôn xuống trong những giọt nước mắt hàm chứa sự tức giận bất bình tiểu thư bọn họ như thế nào lại có thể đối xử với người như vậy chứ tốt xấu gì người cũng là nữ nhi của binh bộ thị lang là tài nữ nổi danh khắp vân quốc bọn họ dĩ nhiên đối xử với người như vậy làm thiếp cũng đã là quá hủy khuất rồi, còn muốn chúng ta vào bằng cửa sau, hắn đến tụt cùng có trái tim hay không? Như này rõ ràng là muốn vũ nhục chúng ta à? Song Nhi bất bình ư? Thế này đã là gì chứ? Thị Lang Chi nữ gì chứ? Tài nữ vân quốc gì chứ? Ta chỉ là một nữ tử đã thất thân mà thôi. Có người chịu nạp làm thiếp đã là quá may mắn, còn có thể yêu cầu gì chứ? Còn nữa, là thiếp còn có thể trông cậy được đối xử tốt sao? Vãn Thanh cười cười nói chỉ có điều, một nụ cười nhạt, dù như thế nào, cũng thấy rõ sự gượng gạo. Làm như vậy rõ ràng khiến tiểu thư quá ủy khuất, song nhi làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Không sao a, à, ta không cảm thấy ủy khuất, chẳng qua chỉ là vận mệnh trêu cợt chút thôi. Vãn thanh nhẹ nhàng thản nhiên nói. Thật sự không cảm thấy ủy khuất sao? Thật sự không cảm thấy đau thương sao? Thật sự không cảm thấy oán sao? Làm sao có thể? Nàng chưa bao giờ quan tâm đến cái gì gọi là danh phận do tục lệ quy định. Những thứ danh phận do tục lệ quy định rắc rối này dường như chỉ là một sự nhục nhã, một thứ đả thương làm cho con người ta trở nên nhục nhã. Điều quan trọng nhất là nàng phải bảo vệ người mà nàng thương yêu nhất, chỉ cần có thế, có đôi khi chịu chút ủy khuất mới có thể thành toàn. Việt Vương cầu tiến cũng đã nhận đủ các loại khuất phục mới có thể thành tựu. Tiểu thư, ông trời thật không có mắt, tiểu thư nhà ta tốt như vậy tại sao lại cứ bắt người chịu khổ, nếu Song Nhi có thể thay tiểu thư nhận những. Bất hạnh này thì hơn, Song Nhi vừa nói vừa đổ sụp cả người trên mặt đất. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, bán mình cho thượng quan phủ, từ nhỏ đi theo tiểu thư, tiểu thư chưa bao giờ xem thường nàng, vẫn đối đãi nàng như muội muội cùng mẹ sinh ra. Một thiếu nữ thiện lương như vậy, lại muốn gánh chịu chuyện xấu xa nhục nhã như thế. Nàng hận tới chết tạc nhân không có tính người đã cường bạo tiểu thư tiểu thư trong lòng nàng là đóa bách hợp thánh khiết mà thanh cao, hắn như thế nào có thể đối xử với tiểu thư như vậy? Còn có phượng gia, như thế nào có thể nhẫn tâm dẫm nát tôn nghiêm của tiểu thư? Cư nhiên yêu cầu tiểu thư từ cửa sau mà vào. Song Nhi ngốc, vãn thanh cảm động nhẹ nhàng ôm Song Nhi vào ngực, ít nhất, còn có một nha hoàn Song Nhi này, là thật tâm đối đãi với nàng, trong mắt lấp lánh lệ quang, không nên bận tâm tới chuyện này. Ta không nên, Song Nhi cũng không nên. Tiểu thư, song nhi nhìn người như vậy cảm giác vô cùng khổ sở. Người tốt như tiểu thư, ông trời như nào lại không có mắt đối xử như vậy. Cư nhiên khiến chuyện như vậy phát sinh, song nhi càng khóc càng thương tâm. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, ta cũng không khóc, người khóc thành cái dạng này, thật khó coi. Vãn thanh xoay nàng nói nhỏ, ánh mắt yếu ớt nhìn trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, mang theo một sự chua sót trong kiên trì, kỳ thật, nàng đương nhiên cũng muốn khóc lớn một lần chính là biết phải khóc thế nào bây giờ. Chuyện đã xảy ra, dù thế nào cũng không thể thay đổi được. Có lẽ, số mệnh của nàng đã định, nhất thiết phải có những đoạn này. Nếu đã không thể thay đổi, dằn vặt tiếc nuối chỉ làm khổ bản thân mình thôi. Người khác không trân trọng mình, mình chẳng lẽ lại cũng không trân trọng bản thân mình? Không còn sự trong sạch, ít nhất nàng không thể đánh mất sự tự tôn, thứ cuối cùng nàng còn giữ được cho nên nàng muốn cười mà đối mặt với quãng đời còn lại, người khác không cười với nàng, nàng không thể cũng không cười với chính bản thân mình. chương 4, Hồng Thư Thất thân làm thiếp Ngày hôm sau, Hồng Y nữ tử ngày hôm qua đã dẫn nàng vào cửa lại tới nữa, vẻ mặt vẫn như cũ trong trèo lạnh lùng, không biết là do trời sinh đã vậy, hay do nàng để lại ấn tượng không tốt nơi nàng ấy. Phía sau Hồng Y nữ tử là bốn nô tỳ vừa vào tới cửa, Hồng Y nữ tử không cả hành lễ. Chỉ lạnh lùng lên tiếng, nhị phu nhân, bốn nô tỳ này là đại phu nhân an bài cho ngươi, sau này nếu có việc gì, tùy tiện sai bảo các nàng đi làm. Ân, thay ta cảm ơn đại phu nhân, vãn thanh nhẹ nhàng lên tiếng, nàng còn đang suy nghĩ, có phải hay không tại nàng vào nhà từ cửa sau, nên bị người khác bỏ quên, xem ra chuyện không tiêu cực đến mức đấy, ít nhất cũng có người nhớ đến sự tồn tại của nàng. Nàng tự cười nhạt diễu cợt bản thân mình, hồng thư đưa mắt nhìn vãn thanh, nàng đối với thượng quan vãn thanh không khỏi có chút ấn tượng, vãn thanh thật sự hội tụ đầy đủ phẩm chất của một nữ chủ nhân, đương gia chủ mẫu, vốn dĩ tưởng rằng vãn thanh phải là loại nữ từ tâm địa độc ác. Nhưng đến khi chính mắt nhìn thấy, mới phát hiện, có lẽ, các nàng đã nghĩ sai rồi, nữ tử này, dù thế nào, cũng nhìn không ra tham vọng trong mắt nàng ấy, ngược lại nàng ấy rõ ràng là một người vô cùng nhã nhận lịch sử, bình tĩnh, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thương xót. Không đành lòng, hồng thư chậm chạp nói nhị phu nhân còn chuyện gì muốn phân phó không hôm nay là ngày đầu tiên ta vào cửa ta nghĩ ta cần phải đi thỉnh an thái phu nhân đại phu nhân cùng phu quân mong cô nương dẫn đường vãn thanh bình tĩnh nói dù cho bọn họ không để mắt đến tôn nghiêm của nàng nàng vẫn muốn tự cấp cho bản thân tôn nghiêm sống trên đời này nàng không muốn làm điều gì để phải hổ thẹn với lương tâm của mình việc cần làm nàng nhất định sẽ làm những cái khác nàng không quan tâm cái, này, Hồng Thư khó khăn nhìn nàng, kỳ thật Hồng Thư tới đây là sự phân phó của gia, gia chỉ bảo nàng mang cho vãn thanh mấy người hầu để sai vặt, sau đó cung cấp cho nàng đồ ăn thức mặc hàng ngày, ngoài ra không nói thêm cái gì khác. Hồng Thư quả thật không biết phải làm thế nào mới phải, dù sao, ý tứ của gia rất rõ ràng, không coi vãn thanh là người bình thường. Nếu đưa vãn thanh đi thỉnh an thái phu nhân và gia, gia nhất định là không vui. Tính tình của gia, Hồng Thư hiểu rất rõ, người ra không muốn lại đến trước mặt ra, khẳng định là không có hậu quả tốt đẹp. Nhìn hồng y nữ từ nét mặt lộ vẻ khó khăn, vãn thanh biết nàng nhất định gặp chuyện khó nói, dù nàng không nói, vãn thanh cũng có thể đoán ra phần nào, vãn thanh cười nhạt một tiếng, nếu phượng gia thiếu chủ cố ý lạnh nhạt với nàng, không cho nàng đi thỉnh an, nàng chẳng lẽ lại tự mình đâm đầu đi tìm phiền phức, nàng không nhất thiết phải làm vậy. Vì vậy vãn thanh nói, nếu đã như vậy, Phiền cô nương đi xin chỉ thị của Phượng thiếu gia, nếu hắn nói không cần, như vậy ta cũng không đi." Hồng thư không nghĩ tới, Vãn Thanh nhanh như vậy, biết chuyện nàng đang nghĩ trong đầu, tuy chuyện không liên quan đến Hồng thư, nhưng Hồng thư vẫn lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên cùng đỏ ửng. Ý định cười nhạo Vãn Thanh, sự căm thù Hồng thư dành cho Vãn Thanh bỗng chốc không còn sót lại chút nào. Hồng thư ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá nữ tử trước mặt, làn mi mảnh như lá liễu, đôi mắt bình tĩnh hoạt đầu cho người ta cảm giác thập phần ôn nhu, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, liền không khó nhận ra, bên trong lộ ra sự kiên nghị, mũi nhỏ thanh ngạo, cặp môi không nhuộm son mềm mại cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, bất cứ lúc nào đều có một ý cười nhàn nhạt, Hồng thư phát hiện, Vãn Thanh không có chút ý đồ tự vệ thông thường, ngay cả nụ cười cũng lộ ra sự chua xót, một nụ cười bất đắc dĩ. Hồng thư đột nhiên cảm giác được, thật ra, Vãn Thanh là một nữ tử vô cùng tốt, mặc dù không phải tuyệt thế giai nhân, nhưng cũng thanh tú, ưa nhìn, nếu không phát sinh chuyện tạc nhân kia, vãn thanh trở thành nữ chủ nhân của các nàng, không có điểm nào là không hợp lý, ôn nhàn mà tốt đẹp, mềm mại lại có vài phần kiên cường. Hồng Thư đi xin chỉ thị của gia, làm phiền Hồng Thư cô nương, vãn thanh ôn hòa cười một tiếng, như gió mùa xuân mang hạnh phúc đến nơi này, cho người ra cảm giác thư thái, ấm áp, nhất thời khiến Hồng Thư ngẩn cả người. Song Nhi ở bên nhìn thấy, cười nói. Hồng Thư tỉ tỉ, nhìn gì mà đến ngây ngốc cả người thế song nhi từ trước đến giờ một mực bảo hộ chủ nhân vốn dĩ thấy hồng thư đối với tiểu thư không đúng lễ phép thái độ cùng lời nói lạnh lùng căn bản không muốn nói chuyện cùng hồng thư nhưng nhìn hồng thư lúc này không còn chút địch ý không còn thái độ lạnh nhạt hơn nữa đối với tiểu thư cũng tốt song nhi mới trêu đùa hồng thư một chút a à, hồng thư vừa nghe nhận ra mặt mình đỏ ửng bối rối không biết nói gì chính hồng thư cũng không biết vì sao nhưng đúng là Hồng Thư bị nụ cười của Vãn Thanh thu hút. Song Nhi liền cười một tiếng. Không trách người được, Song Nhi trước cũng bị nụ cười của Tiểu Thư làm cho rối tinh rối mù, nụ cười của Tiểu Thư, mị lực không ai sánh được. Nói đến nụ cười của Vãn Thanh, Song Nhi càng nói càng hăng. Tiểu Thư với nàng là thần tiên, là người mà nàng sùng bái nhất. Hồng Thư cũng gật đầu xác nhận, nụ cười của Vãn Thanh đích thực là xuất trần, vô cùng mê người. Nụ cười như chuẩn mực của cái đẹp, một loại bất nhiễm thế tục, nụ cười từ đáy lòng, chân thật mà tinh khiết. Tốt lắm, song nhi, người còn nói nữa, ta sẽ bay lên thiên đình làm thần tiên mất. Nhà đầu song nhi này, trước kia chỉ nói một chút rồi thôi, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy lại ba hoa như thế. Vãn thanh ngồi nghe đến mức mà xấu hổ đỏ cả mặt. Đó vốn là sự thật mà, song nhi nói tiếp, mấy nô tỳ đi cùng hồng thư cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý chương 5, ma nhãn. Thất thân làm thiếp, vốn dĩ cứ tưởng có thể như thế hưởng sự an tính, nhưng ai mà ngờ hùng thư mới đi bước trước, bước sau lại thấy một nữ tử khác đi đến, trên người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, xinh đẹp trẻ trung, mười phần linh khí, bên hung lùng lẳng một bài tử tương tự lệnh bài trong hoàng cung giống như hùng thư là thiếp thân nha hoàn của phượng gia thiếu trang chủ. Nàng ngay cả liếc mắt nhìn vãn thanh cũng không làm, chỉ chăm chú nhìn xa xăm, gương mặt cao ngạo lộ không chút che giấu vẻ yếm ác, giống như đúc vẻ mặt lần đầu tiên gặp của hồng thư nhị phu nhân lão thái thái nói người đến tiền đường chắc là sảnh trước nhà trên hoặc cái gì tương tự thế cùng dùng bữa ngữ khí của nàng lãnh ngạnh thanh âm kéo dài dùng giọng nói biểu lộ thái độ không thiện lương và sự phân biệt đối xử vãn thanh trái lại không biết những người này rốt cuộc là do duyên cớ gì cứ một mực coi nàng là cái gai trong mắt có phải do danh tiếng của nàng thật sự khiến người ra không chịu được nghĩ đến điều này nàng bất giác siết chặt bàn tay lại đến nỗi bàn tay trở nên trắng bệch nàng đã cảm thấy một nỗi đau len lỏi mặc dù cố gắng bỏ qua tất cả cố gắng sống một cách thản nhiên nhưng nàng cuối cùng đã nhận ra mình hoàn toàn không đủ kiên cường nàng cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử làm sao có thể sống mà không biết đến thái độ của thế nhân mẫu thân nói nàng nhẫn nhịn mọi sự nên nhẫn nhịn nhẫn là cái gì triết tự chữ nhẫn không phải là chữ đao chém lên chữ tâm sao đây chính là đau. Nhưng có đau đến đâu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thở dài một tiếng, làm phiền cô nương dẫn đường. Song Nhi nhìn tiểu thư, ủy khuất đến hốc mắt cũng đỏ lên, mấy ngày qua, mỗi lần tiểu thư lộ vẻ ai hoán, là mỗi lần nàng đau xót. Nàng chỉ hận bản thân không thể thay thế tiểu thư nhận tất cả sự thống khổ này. Nàng như gà mẹ, che chở cho vãn thanh, nói, vị tỷ tỷ này, song nhi muốn hỏi một câu, đây là thái độ mà mẫu nô tì ở phượng gia đối xử với chủ tử sao chủ tử hoàng y nữ tử làm như nghe được chuyện cười thông thường lạnh lùng cười một tiếng cao giọng nói chẳng qua nề mặt lão thái thái cũng không nghĩ đến bản thân mình là cái hạng người nào bản thân thì thôi đi còn làm trò cười cho người khác ngươi song nhi vừa nghe thấy ngón tay chỉ thẳng vào hoàng y nữ tử tức giận đến không thể nói ra lời dù sao song nhi chưa từng cãi nhau với ai trong lúc cuốn lên căn bản không tìm ra từ ngữ để nói lại chỉ có thể nghẹn đỏ hai má song nhi đừng nói nữa phượng lão thái thái vẫn đang ngồi chờ phiền cô nương vất vả dẫn đường vãn thanh ngăn lại lửa giận trong lòng song nhi biết song nhi là vì chủ tức giận mặc dù cô nương kia vô lễ nhưng nàng không muốn gây ra chuyện gì trong lòng của nàng trải qua bao biến thiên người khác nghĩ gì nói gì nàng đều không quan tâm nàng chỉ cần tìm được sự bình an yên tĩnh vốn dĩ nàng cũng không trông cậy phượng gia có thể cấp cho nàng một địa vị tốt, một thái độ tốt. chuyện xảy ra như vậy hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu. song nhi có điểm không cam lòng, nhìn tiểu thư đúng là tiểu thư không nói câu nào nữa. hoàng kỳ nhìn vãn thanh với vẻ kỳ quái, nàng không thể nào nghĩ được nữ tử này lại là người tốt như vậy. chỉ là dù thế nào, già có thái độ như vậy với vãn thanh, cưới vào nhà không theo lễ nghi, các nàng làm nô tỳ tránh không khỏi có thái độ vô lễ với vãn thanh. Nhưng chẳng qua cũng chỉ liếc mắt thế thôi, liền dẫn vãn thanh cùng song nhi đi. Phượng Vũ Sơn Trang cũng không hù là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Bên trong thập phần rộng lớn, chỉ sợ hai mươi thị lang phủ cũng chưa bằng một phượng phủ. Vãn thanh chưa từng thấy Hoàng Cung, nhưng qua những gì sách vừa miêu tả, nàng nghĩ Hoàng Cung chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Nhìn qua Phượng Trang, chỉ cảm thấy nhã trí mà rộng lớn, nhưng cẩn thận đánh giá mới thấy giật mình vì sự sang quý của nó tứ đại hoa viên là trồng bốn loại hoa quý để chủ nhân có thể tùy mùa ngắm hoa trong vườn còn trồng thêm rất nhiều loại hoa khác nhưng vãn thanh vẫn cảm thấy có điểm không hay quá nhiều loại hoa không phân biệt được chủng loại không biết loại nào được yêu thích nhất chẳng qua chỉ cần quý báu ly kỳ chẳng qua chỉ là đẹp mắt căn bản không phải xuất phát từ trái tim yêu hoa nhìn xuống dưới chân đều là đá đen nguyên khối đen bóng một màu tưởng như có thể soi gương được hơn nữa chủ nhân thông tuệ trên đá còn khắc những hoa văn nhạt cảnh trí trên trời dưới đất trên rừng dưới biển đều thấy cả không khó để nghĩ ra tốn nhiều nhân lực vật lực cùng tiền bạc thế nào mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy vãn thanh không tự chủ được muốn dùng mình một cái đình đài lầu các đều là đá hoa cương nguyên khối thứ đá này người thường có ai dám dùng để làm nhà đá không chỉ nguyên khối còn có vân rất đẹp Vãn Thanh biết, thứ này giá trị đến mức nào. Vốn dĩ chỉ biết Phượng Gia vô cùng giàu có, không nghĩ được lại đến mức này, nghe nói chỉ mới tích lũy tài sản trong mấy năm, lại có thể đến mức này. Không thể phủ nhận, Phượng Cô, xác thật là thiên tài số một của thương giới. Cả Phượng Trang, đều lấy trắng đen làm tông màu chủ đạo, cho người ta cảm giác lạnh lẽo, không biết chủ nhân có lạnh lẽo như vật không. Phong cách như vậy, cùng với hoa viên có chút không thống nhất. Nghĩ thêm một chút, chắc hẳn do phủ có hai người chủ nhân nam nữ, khó tránh khỏi có cơm có nhu. Phượng gia đại phu nhân, không phải mới đến phượng gia sao. Cảm giác không đồng nhất trong bài trí nội thất, đến cả song nhi cũng nhìn ra, nhỏ giọng nói thầm, phượng trang cho người ta cảm giác thật kỳ quái, vừa lạnh lẽo, lại có nơi đầy tục khí. Vãn thanh chậm rãi nói, một trang nếu có hai chủ nhân, liền sẽ có hai phong cách, cũng không phải chuyện gì kỳ quái lắm, hoa cỏ cùng hành lang không phải muốn đổi là đổi được đoạn này thật khó hiểu ti ti. Hoàng y nữ tử vốn đi cách vài bước, không ngờ vãn thanh nhỏ giọng nói xong nàng ấy lại kinh ngại quay đầu lại, ánh mắt cực phức tạp, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại quay đầu. Lúc này vãn thanh mới nhớ ra, phượng gia là nhân sĩ võ lâm, thì thì chắc cũng có ít nhiều võ công, mà vãn thanh biết, người tập võ, tai thính hơn người thường rất nhiều. Vì vậy không nói cái gì nữa. Dù sao, nói nhiều dễ thành nói giải một hồi lâu sau mới tới nơi ở của lão thái thái an nguyệt hiên chỉ thấy bên trong đã có không ít người vãn thanh đầu tiên hướng phượng lão thái thái hành lễ cháu dâu vãn thanh xin thỉnh an lão thái thái tốt lắm vãn thanh không cần phải hành đại lễ như vậy vừa nói lão thái thái đã thân mật đỡ nàng đứng lên dù sao vãn thanh và lão thái thái thân thiết đã lâu tả ơn người nàng ôn nhàn cười một tiếng gật đầu rồi sau đó quay sang hạ nhân cầm chén trà sau đó xoay người chuẩn bị quay sang phu quân của nàng cùng phượng ra đại phu nhân hành lễ vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía phu quân của nàng một cái liếc mắt chén trà trong tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai mùi hương của trà bích loa xuân lan tỏa trong phòng mùi hương thanh tịnh đẹp đẽ làm cho con người ta mê đi nhân ảnh cũng như mờ mịt nước trà nhuộm xanh ống quần mà nàng cũng không biết bỏng đỏ cả tay cũng không hay mặt vãn thanh trong phút chốc trở nên trắng bệch đôi mắt lộ rõ vẻ không tin được điều trước mắt mình là sợ hãi là không giải thích được là hận ý không ai có thể giải thích được nam nhân này đôi mắt phượng đẹp khép hờ lộ ra sự lạnh lùng vô tình cùng tàn nhẫn nàng mãi mãi sẽ không quên được là cơn ác mộng bám giết lấy nàng trong nửa tháng nay là đôi ma nhãn từng đêm khiến nàng đổ mồ hôi lạnh nàng làm sao có thể không nhận ra nam nhân này Nam nhân này là phu quân của nàng. Cũng là nam nhân đã hủy đi sự trong sạch cùng danh tiếng của nàng, cho nàng tiếng xấu vĩnh viễn không thể gột rửa. Nàng nhất định sẽ không nhận lầm, đêm hôm đó, đôi mắt lạnh lùng này đã phá hủy cuộc đời nàng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 6, Ma Nhãn 2. Thất thân làm thiếp, Phượng Lão Thái nãy nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù không rõ duyên cớ, cũng biết là có nguyên nhân, lão thái thái biết rõ con người vãn thanh, luôn cho người khác cảm giác bình tĩnh, bây giờ vãn thanh có phản ứng như này, nguyên nhân chắc chắn không đơn giản. Nhưng ở đây dù sao cũng có nhiều người, lão thái thái biết, có một số việc, không thích hợp biểu lộ lên mặt, vì vậy vội vàng phân phó hạ nhân, còn đứng đấy làm cái gì, còn không mau đi lấy thuốc trị bỏng cho nhị phu nhân. Liền sau đó kéo tay nàng qua ân cần hỏi, Vãn Thanh, người có đau lắm không? Vãn Thanh chậm chạp quay về phía phượng lão thái thái, nàng vẫn bàng hoàng không thốt nên lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía phượng cô. Nhìn thấy bàn tay bị bỏng sưng đỏ của vãn thanh, song nhi đau lòng đỡ nàng, nhẹ nhàng xoa bàn tay, song nhi không hiểu rốt cục là chuyện gì đã xảy ra khiến tiểu thư như thế. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư mất bình tĩnh đến thế. Thủy Nhu cũng tiến lên phía trước hỏi han, tỷ tỷ có chuyện gì không ổn sao? Ánh mắt phượng cô vẫn lạnh lùng quan sát, chợt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng rồi nhanh chóng tắt, hắn đương nhiên hiểu rõ vì sao thượng quan vãn thanh có vẻ mặt như thế chỉ có điều hắn không thể ngờ đêm hôm đó hắn mặc đồ giả hành đồ đen toàn thân mà tạc nhân hay mặc chỉ chừa đôi mắt nàng lại có thể nhận ra được chỉ bằng một cái nhìn điều đó làm hắn kinh ngạc không thôi nữ tử này nên nói như thế nào đây quả thật là thông minh tài tuệ thoáng qua đã có thể nhận ra hắn vốn dĩ ban đầu vì muốn che giấu bí mật hắn định phái thuộc hạ đi nghĩ đi nghĩ lại sợ lão thái thái biết chuyện nên đành tự bản thân đi. Chuyện này kể ra thì chỉ có trời biết, đất biết, hắn biết và thượng quan vãn thanh biết. Không hề có chứng cứ nào chứng minh là hắn làm, tuyệt đối sẽ không có người nào biết chuyện này nữa. Được xong nhi dìu vào ghế, vãn và thanh dần dần bình tâm trở lại. Mì mắt nàng buông xuống mềm nhũn, nàng là hạng người thông minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không rõ uẩn khúc trong chuyện kia. Chỉ là không ngờ tới Phượng cô thật sự là người ác độc như thế, còn nàng lại trở thành vật hy sinh trong cuộc nhân duyên có vẻ tốt đẹp này. Phượng cô, hai chữ này tựa như độc dược dần dần xâm nhập vào trái tim Vãn Thanh, nó như một loại độc dược làm cho tâm hồn trở nên đầy hận thù, ngưng kết lại trong tim thành một khối chất độc. Nàng hận, hận đến tận xương tận tủy, nhưng bản thân nàng lại bất lực, nàng căn bản là không thể tìm được bất cứ bằng chứng nào khả dĩ chứng minh là hắn làm thậm chí ngay cả khi có được chứng cớ thì cũng có thể làm được gì hắn cường bảo là thế nàng nhu nhược rõ ràng là châu châu đá xe không biết tự lượng sức mình càng nghĩ lại càng đau lại càng hận hận sâu đậm nàng bỗng giật mình hận cả bản thân mình tại sao lại mất bình tĩnh như thế tại sao lại phải nghĩ nhiều như vậy một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng ý nghĩ liều lĩnh vạch trần hành vi phạm tội của hắn có thể một lần nữa làm thiên hạ xôn xao, cho dù có đánh đồng bản thân với loại đàn bà tranh chua, thất lễ nàng cũng cam lòng. Nhưng nàng không chỉ có một mình, nàng còn có mẫu thân yếu đuối ở nhà kia. Đây chính là điểm yếu của nàng, thật bi ai, nàng không chỉ có một mình trên đời mà còn cả mẫu thân. Nàng cất một tiếng cười nhẹ, khóe miệng khẽ nhướng lên một cách cứng ngắc, thiếp trong người đột nhiên có phần không ổn, trước mặt mọi người làm chuyện thất lễ, Thỉnh lão thái thái cùng phu quân đại phu nhân thứ lỗi, bản thân thật sự không được khỏe, liền cử động rất đau, thiếp xin cáo lui, thỉnh ngày khác đến tả tội với phu quân cùng đại phu nhân. Phượng lão thái thái vội vàng phân phó hạ nhân hầu hạ vãn thanh, các ngươi mau chuẩn bị kiệu đưa nhị phu nhân trở về nghỉ ngơi, nhanh chóng mời đại phu tới xem bệnh cho nhị phu nhân. Cảm ơn thái thái. Từ đầu đến cuối, Phượng cô không hề nói dù chỉ một câu, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát tất cả sự việc, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, không hề có một gợn sóng, tựa hồ tất cả những chuyện này hắn không hề quan tâm. Nhưng trong tim hắn lại rung lên một chút xúc cảm, hắn vốn nghĩ chắc hẳn thượng quan vãn thanh nhất định sẽ làm mọi chuyện trở nên dối rắm không thể nào lại nghĩ nàng để mọi việc trôi qua lặng lẽ như thế. Thật không hiểu trong tâm tư nàng đang nghĩ gì. Hắn phát hiện, lần đầu tiên hắn không đoán được tâm tư của một người. Đây là điều chưa bao giờ có nhưng cũng không phải là không tốt. Hắn vốn dĩ thích đối đầu với những điều phiền phức. Nhìn vào đôi mắt nàng, hai mắt sáng long lanh, hàng mi lá liễu mềm mượt, cánh môi hoa nhạt màu hồng phấn, khuôn mặt tròn nhỏ yếu ớt. Nhìn qua, có thể nói không phải là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy khi gặp nhiều lại cho người ta một cảm giác đáng yêu đến lạ. Dáng người nàng thon nhỏ trong bộ xiêm y xanh nhạt điểm vô số bông hoa nhỏ tí xíu, một người khiến cho hắn thấy thú vị. Phượng Cô phát hiện, đêm đó ở bên cạnh nàng, hắn có một cảm giác rất kỳ lạ. Thủy Nhu nhìn thấy ánh mắt của Phượng cô có điểm căng thẳng vội níu tay hắn hỏi, ra, người định đưa tỷ tỷ về a à? Kỳ thực, Thủy Nhu biết rõ Phượng cô sẽ không đi. Nàng Nguyên là nhận thấy ánh mắt kỳ lạ mà Phượng cô nhìn vãn thanh, trong tâm nổi lên một ý nghĩ, Phượng cô chỉ có thể là của nàng. Vãn thanh nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên một vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Trước mắt nàng là một tuấn nhan tuyệt thế, mắt Phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, Bạc môi mỏng biểu hiện chủ nhân là một người bạc tình bạc nghĩa. Hắn vốn dĩ là một kẻ lạnh lùng vô tình. Nhưng kẻ lạnh lùng vô tình này là phu quân nàng. Cường gian nàng khiến nàng phải đến cái địa ngục này. Đối với hắn nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn là kẻ, lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn, giết người không thấy máu. Nguyên lai quả nhiên là như thế à. Bất quá, có lẽ hắn cũng có ngoại lệ. Dù sao từ xưa tới giờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân vãn thanh nhìn về nữ tử ở bên cạnh hắn. Thật là một mỹ nhân, da trắng như tuyết, tinh khiết như bạch ngọc không một tí vết, một đôi mi dài nhỏ nhắn, đôi mắt trong sáng lộ ra vẻ phong tình, mũi ngọc nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mềm mại. Nếu không phải là đại mỹ nữ khuynh thành thì cũng là một mỹ nữ khuynh quốc. Khó trách là phượng cô lại ân sùng, vãn thanh thoáng nghĩ, nếu có thể làm cho nữ tử kia cười một tiếng chắc chắn phượng cô sẽ làm mọi cách. Chỉ là... Thật lâu sau này nàng mới biết được, Thủy Nhu không phải là người được Phượng cô ân sủng như thế. Chương 7, đau thương. Thất thân làm thiếp. Phượng lão thái thái ra mệnh lệnh đưa Vãn Thanh đến ở trong Nam Nguyệt Hiên. Ban đầu nàng phải ở chỗ hẻo lánh nhưng do lão thái thái yêu mến nàng nên đã đưa nàng về ở trong Nam Nguyệt Hiên, cùng chung một chỗ với Thủy Nhu và Phượng cô. Vãn Thanh thầm than nhỏ, nàng thật là không biết phải nói gì cho phải, Phượng lão thái thái thật lòng có hảo tâm đối tốt với nàng nàng rất cảm kích, nhưng thực sự lại mang đến cho nàng càng nhiều thương tổn. Lão thái thái hảo tâm muốn cho nàng nên vợ nên chồng với phượng cô, nhưng lại hại nàng mất đi danh tiết. Lão thái thái hảo tâm cho nàng đến ở Nam Nguyệt Hiên, khiến cho nàng trở nên không tự nhiên mà lại có thêm cảm giác thống hận với phượng cô. Không nhìn không thấy sẽ không hận, giờ đây ngày nào cũng chạm mặt, nỗi hận này khó có thể đong đếm được. Vãn thanh khẽ than thở trong lòng. May sao, Nam Nguyệt Hiên thật lớn, tuy nói là cùng sống trong một khu nhà, nhưng thật sự là rất rộng lớn, không đến mức ngẩng đầu lên là chạm mặt nhau. Nam Nguyệt Hiên là một khu nhà lớn gồm có bốn nhà là Tuyết Nguyệt Phong Hoa, Phượng Cô ở Nguyệt Các, Thủy Nhu ở Hoa Các, về phần vãn thanh nàng cả ngày ra mình trong Tuyết Các. Chỉ cần đóng cửa Tuyết Các liền như ngăn cách với bên ngoài, trừ việc thỉnh an lão thái thái còn lại là cửa đóng thêm cài hầu như cả ngày. Chỗ nàng ở cũng không có gia nhân trông coi, đối với nàng đó lại là việc vui mừng mỗi ngày nàng luyện thư pháp ngâm thơ vẽ tranh mọi việc cứ an tĩnh mà trôi qua từ ngày đó trở đi hồng thư thỉnh thoảng lại đến chỗ vãn thanh tiểu nha đầu này tuy là đại thị nữ của phượng vũ cửu thiên nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ trước mặt người khác hồng thư luôn ra vẻ nghiêm nghị nhưng cứ đến nơi này là như tháo bỏ mặt nạ cười nói luôn mồm đêm hôm đó cảm xúc dâng trào ánh trăng vàng óng tuôn xuống soi dọi mặt đất, cảnh vật thật huyền ảo song nhi bỗng la hét muốn nghe vãn thanh sướng khúc, hồng thư vừa nghe qua lời song nhi nói cũng một mực muốn nghe vãn thanh sướng khúc. Nhất thời không thể lay truyền các nàng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, lấy đàn, suy nghĩ một chút, cất tiếng hát. Ngần thanh minh, thúy cầm chi thượng mất hồn, đáng tiếc một mảnh thanh ca, đô đưa ra hoàng hôn. Dục cùng liễu hoa thấp tố, sợ liễu hoa khinh bạc, không giải thích được thương xuân. Niệm sở hương lữ túc, nhu tình cảm xúc biệt ly, ai cùng ôn tồn. Không tôn giả khóc, thanh sơn không nói, trăng tàn đương môn. Thúy Ngọc lâu trước, duy là có, nhất ba tương thủy, đồng đưa tương vân. Thiên trường mộng đoàn, vấn thậm lúc, được thấy đào căn. Lần này đệ, toán nhân gian không cá cùng với đao, tiễn đoạn trong lòng sầu ngân. Cái đoạn này về cơ bản ta xin các nàng lượng thứ ti ti, Jin, hoàn toàn đồng ý với mít cuốn ti, ti ti Ca từ này là trong bài Tương Xuân Dạ Nguyệt, trước giờ giọng ca của Vãn Thanh Thường ở mức trung ca những bài tươi vui, vậy mà giờ đây lại hát một khúc ca ai oán não lòng đến thế, thật đáng buồn. Khuôn mặt Hồng Thư cùng song nhi trong chốc lát trở nên mơ màng, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. Cả hai đang nghe Vãn Thanh sướng ca đến độ nhập thần bởi thế nên không ai để ý tôi có tiếng bước chân đang tới gần, Jin, trời, hắn là quỷ, đi không thấy người, bước cô thấy tiếng, cô nhập thần cũng cô phát hiện đờ si đâu. Cho đến khi bước chân ấy đến bên và dừng lại, Hồng Thư mới giật mình biến sắc, vãn thanh rừng ca xoay người lại là phượng cô. Hắn một thân trường bào màu xanh lam, vẻ mặt không có vẻ lạnh lùng mà trái lại rất thanh nhã, ôn hòa. Đương nhiên, nàng biết, trên thực tế cái vẻ mặt đó chỉ là gạt người người ta vẫn nói dáng vẻ có thể lừa gạt được người khác, Phượng Cô lại được ông trời tặng cho một bề ngoài hoàn hảo đến thế, vô luận là hắn khoác lên người loại y phục nào, khuôn mặt nào cũng không ai đoán ra được tâm ý, ồ ồ, thế nếu hem khoác lên người y phục nào thì sao? Phượng Cô phóng một ánh mắt đầy sự phức tạp rồi chậm chạp phun ra mấy chữ, tiếp tục, đừng có ngừng. Vãn thanh nhìn hắn rồi nhanh chóng hương ánh mắt ra nơi khác, thật tâm nàng không hề muốn nghe theo lời của hắn, nhưng trên thực tế lại không có cách nào trái lại mệnh lệnh. Có lẽ do nàng nhu nhược, nhưng bản thân nàng quá thanh ngạo nên thật sự không biết phải xử trí ra sao. Hắn chờ đợi nàng hát, hắn muốn nàng vì hắn mà đàn hát. Nàng quyết định sẽ không theo lời hắn. Không gian xung quanh hai con người bỗng chốc trở nên băng hàn, lạnh lẽo. Phượng cô vẫn đứng im tại chỗ, Vãn Thanh cũng không hề nhúc nhích, sắc mặt của nàng dần dần trở nên khó coi sắc mặt phượng cô bỗng chốc trở nên xanh mét, toát ra sự lãnh khốc khiến cho hồng thư sắc mặt trở nên trắng bệch. Hồng thư theo hầu phượng cô đã nhiều năm, nàng biết rõ đây là điểm báo trước mỗi khi phượng cô nổi cơn thịnh nộ, mà hắn đã nổi cơn thịnh nộ thì khó có ai có thể ngăn chặn được, hắn sẽ khiến cho đối phương thấy hối hận vì đã đến nhân gian này mới thôi. Hồng Thư vốn định mở miệng ra nói một vài lời đỡ cho Vãn Thanh không ngờ bị ánh mắt sắc nhọn của Phượng cô phóng qua khiến nàng sợ hãi không thốt nên lời lòng chỉ thầm cầu cho vãn thanh sẽ không có chuyện gì xảy ra chưa bao giờ có một người nào dám không phục tùng mệnh lệnh của hắn nữ tử này ngang nhiên dám to gan cãi lại mệnh lệnh của hắn nhìn về phía nàng nàng không hề trang điểm khuôn mặt để tự nhiên mái tóc đen dài búi lên gọn gàng cài trên đó một chiếc châm đơn giản vài lọn tóc khẽ bay mỗi khi có gió qua trong bóng đêm đôi mắt nàng rực sáng không hề né tránh hắn mà nhìn thẳng vào hắn lộ ra ý chí kiên nghị bất khuất nhưng lại cực kỳ hấp dẫn người khác. Nàng định khiêu khích hắn. Phượng Cô chậm rãi nổi cơn thịnh nộ, nếu hắn bùng nổ ầm ầm còn khiến người ta đỡ sợ hãi hơn là lúc này đây, hắn tàn nhẫn một cách điên cuồng. Hắn thích nhất là nhìn người khác từ từ hưởng thụ cơn thịnh nộ của hắn. Đặc biệt là những con người thanh cao như nàng càng khiến hắn thú vị. Nhìn người khác giận dữ mà không dám nói gì có thể nói là khoái lạc lớn nhất của hắn. Biến Thái A -ti -ti. vừa cười thầm trong lòng. Phượng cô liền nhếch bạc môi lên khẽ cười một tiếng lạnh nhạt. Hắn ung dung bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, tay trái nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, ánh mắt hướng thẳng về vãn thanh, tay phải nhàn rỗi gõ lên mặt bàn bằng đá, trong bóng đêm tĩnh lặng, âm thanh quỷ dị thật sự rất khủng bố khiến cho cảnh vật thêm phần đáng sợ. Không khí xung quanh như ngưng lại khiến người ta ngạt thở. Vãn thanh nhìn bộ dáng hắn, không biết hắn sẽ làm sẽ, nhưng nàng không cam lòng yếu thế, cũng hướng thẳng ánh mắt quan sát hắn. Qua một hồi lâu, Phượng cô tự hồ cảm giác cảm giác được thời gian đủ rồi, lúc này mới chậm rãi nói, nương gần đây tốt không? Vãn thanh nhất thời sướng sờ, hắn vừa mới nhắc đến ai? Nương là nương, mẫu thân Phượng cô đã qua đời từ lâu, hắn vừa nhắc tới nương, trừ. Ra nương của nàng, còn có thể là nương của ai? Thật ác độc, hắn căn bản là uy hiếp được nàng, biết rằng trên thế gian này người duy nhất nàng lo lắng đó là mẫu thân. Lần này hắn đã nói thẳng ra, rõ ràng là muốn uy hiếp nàng. Trong lòng nàng chợt nổi lên một mớ suy nghĩ, cuối cùng không tìm được thốt lên một tiếng lãnh thán. Hắn nhìn thấy phản ứng của nàng, nữ tử này rốt cục cũng đã biết sợ hắn. Hắn có thể nhìn thấy mọi việc, dùng tâm kế dồn người khác vào đường cùng. Khó trách chỉ trong mấy năm ngắn ngủi tiếp nhận Phượng Vũ Cửu Thiên đã có thể khiến cho thiên hạ đều biết đến, không người nào có thể đối địch. Vãn Thanh thầm nghĩ, nhất định không được sợ hãi. Nàng cười nhạt, chậm rãi nói, thiếp thân có lẽ lâu chưa từng về nhà mẹ đẻ, cũng không biết mẫu thân như thế nào, nghe người nhắc đến mẫu thân khiến ta thập phần nhung nhớ. "Hảo, vừa rồi phu quân nói muốn nghe ta sướng, không biết người muốn nghe khúc nào?" Nàng đột nhiên trở nên nhu mì, ánh mắt hiện lên sự cầu xin, cầu xin hắn hãy bỏ qua cho nương của nàng. Hắn cũng không làm khó nàng nữa, lạnh nhạt nói, tùy ý đàn một khúc cho ta nghe. Vãn thanh thở dài một hơi, may mắn là hắn đã hạ hỏa, nhược bằng không, nàng căn bản không dám tưởng tượng hậu quả, dù thân nàng là một tiểu thư khuê khác, luôn ở trong khuê phòng nhưng trước đây cũng đã từng nghe qua những thủ đoạn mà Phượng cô đã từng làm đó đều là những thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình nhất. Phượng cô nhìn nàng thở dài, trong lòng âm thầm buồn cười. Chưa từng có người nào dám đối đầu với hắn, nữ tử to gan này đúng là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, dũng khí này cũng thật đáng khen vãn thanh cầm đàn lên, ca khởi, là một khúc liễu cao thanh. Mấy tiếng đề, thương cảm lại là, xuân quy tiết. Mãn viện đông phong, hải đường phô tú, lê hoa phiêu tuyết. Đinh hương lộ khóc tàn chi, toán chưa so sánh, khổ tâm tất kết. Tất nhiên hưu văn, đa tình đa cảm, không làm gió trăng. Tất nhiên hưu văn, đa tình đa cảm, không làm gió trăng. Tất nhiên hưu văn, đa tình đa cảm, không làm gió trăng. Phượng cô nghe như nhập thần, ánh mắt xuyên thấu qua vãn thanh, mặt hắn hiện lên khuôn một nỗi thương đau xen lẫn, dối rắm khiến người ta không tài hiểu được. Nhìn vẻ mặt trầm thống của Phượng cô, lòng vãn thanh dâng lên một xúc cảm khó hiểu, một sự trùng động, tại sao hắn lại có vẻ mặt đau thương như thế? Muốn hỏi hắn, nhưng chợt nhớ ra người như hắn lại có chuyện gì để đau thương? Trong lúc nàng đương còn suy nghĩ, hắn lặng lặng đứng dậy biến mất trong màn đêm ngước mắt lên đã không thấy bóng dáng người nơi nào. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 8 Thế Thân. Thất thân làm thiếp. Từ đó trở đi, Phượng Cô thỉnh thoảng lại ghé tuyết các nghe nàng đánh đàn sướng khúc. Mỗi lần đều lặng lặng tới, sau khi nghe xong liền lặng lặng đi, không nói một câu. Hắn không nói lời nào, vãn thanh cũng không mở miệng, vì vậy, tất cả, tuần hoàn theo một kiểu vô cùng kỳ quái. Nhưng cũng không cảm giác được có chỗ nào không ổn nàng lờ mờ nhận ra, khi hắn nghe nàng hát, thì nhớ thương một người. Chỉ là không biết, dạng nữ tử như nào, lại có thể khiến hắn nhớ nhung như thế, đau thương như thế. Người hắn thích không phải Thủy Nhu cô nương sao? Trong lòng nàng ngổn ngang thắc mắc, nhưng không được giải đáp. May mà nàng chưa bao giờ là một người tò mò, tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không tìm cách điều tra đáp án, dù sao, có đôi lúc, quá mức tò mò, nếu có làm hại chỉ có hại chính mình mà thôi về điều này bản thân nàng hiểu rất rõ. Nhưng Phượng cô là con người như thế nào, không lẽ có thể tùy ý để người khác nhìn ngẫm, lý giải, vì vậy nàng chỉ xem hắn là khách nghe đàn. Hắn đến nàng liền đánh đàn sướng khúc, trong mấy ngày, tất cả đều bình an vô sự, tất cả tựa hồ như không có gì bất thường. Trái lại, nhà đầu Hồng Thư kia lại là người thiếu kiên nhẫn. Hồng Thư mang vẻ mặt tò mò hỏi, nhị phu nhân, người không hiếu kỳ ra vì sao luôn tới nghe hát sao tò mò a à, vãn thanh cười một tiếng người chưa bao giờ lên tiếng hỏi dù chỉ một câu hồng thư lại hỏi 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 hắn đến từ phương nào sao hỏi hắn ư hỏi hắn hắn cũng sẽ không trả lời Jin, đoạn này khó hiểu thì tha lỗi cho ta ti ti cún sửa lại rồi mà cũng vẫn không hưu được dấu lớn chương chín duy tâm trong vắt thất thân làm thiếp bước vào thùng nước ấm nàng chậm rãi thả mình xuống Dòng nước ấm nhẹ nhàng làm sạch cơ thể nàng, mang lại cho nàng cảm giác thoải mái, thân thể thả lỏng, cảm giác khoan khoái theo dòng máu đi khắp cơ thể. Không biết 16 năm trước đây nàng được hưởng bao nhiêu phúc phận mà giờ đây mọi tai ương lại cứ hướng phía nàng mà đến. Liên tiếp dồn dập hướng lên đầu nàng khiến nàng không thể nào ngước đầu lên được. Trước mắt nàng như hiện lại sự việc vừa qua, ngồi trong bóng đêm nàng thả hồn mình suy nghĩ mông lung mùi hoa lê thơm ngát trên mặt nước phả vào người nàng hương thơm tràn ngập trong phòng nhưng mùi thơm nồng quá khiến cho nàng không thể hô hấp được ngâm mình trong nước nóng một hồi khiến cho toàn thân nàng nóng bừng môi đỏ rực nàng cảm giác khó thở và nàng bỗng dưng muốn mình sẽ không còn thở nữa nàng muốn trầm mình tự tử bằng cách chết đuối trong nước ti ti đột nhiên nàng hốt hoảng cả người bật dậy tại sao nàng lại có thể có ý nghĩ như kia chứ không thể chết nàng còn có mẫu thân nàng phải kiên cường vì mẫu thân nàng nhất định phải sống phải kiên cường ào một tiếng nàng đứng dậy khỏi mặt nước đi ra ngoài để lại đằng sau cả ngàn bọt nước mang theo mùi hương lê tản mát ra khắp mặt đất chợt có tiếng bước chân đến gần nàng không quay đầu lại là hồng thư hồng thư vừa tiến đến thấy trên mặt đất là một đống hỗn độn nàng hoảng sợ vội hỏi nhị phu nhân người làm sao vậy Vãn Thanh lắc đầu, không có gì, giọng nói có phần mệt mỏi, liền sau đó nàng không quay mặt lại mà tiếp tục nói, ngươi giúp ta lau người. Hồng thư không nói gì, cầm chiếc khăn lông ở bên nhẹ nhàng lau xoa thân thể nàng. Nguyệt Nhi là ai? nàng lại hỏi. Hồng thư nghe nàng hỏi, thoáng chút dừng tay nhưng trong phút chốc lại tiếp tục lau khô người nàng mà không hề mở miệng nói. Nguyệt Nhi là ai? Nếu như bình thường Vãn Thanh tuyệt nhiên sẽ không hỏi thêm một lần nữa. Bởi nàng chưa bao giờ cưỡng ép người khác phải làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngày hôm nay không còn như ngày xưa nữa, nàng nhất định phải biết, vì thế mà nàng hỏi đến lần thứ hai, căn bản ép Hồng thư phải nói ra. Hồng thư thấy nàng kiên trì, biết không thể không nói, nếu im lặng chỉ khiến nàng bực tức, vì vậy nàng tránh nói nặng lời mà tìm từ ngữ nhẹ nhàng nhất để nói, là một nữ tử đã phản bội ra, Hồng thư cũng không rõ lắm, bởi lúc Hồng thư được nhận vào phủ thì nữ tử đó đã không còn ở đây. Vãn Thanh đương nhiên biết trong lời nói Hồng Thư có điều không thành thật. Hồng Thư dù sao cũng là thị nữ thân cận của Phượng Cô. Cho dù khi nàng tới Phượng gia hầu hạ, Nguyệt Nhi đã không còn ở đây nhưng rõ ràng là Hồng Thư biết nhiều hơn thế. Nhưng Hồng Thư một mực không nói với nàng, chắc chắn là có điều gì uẩn khúc ở đây chăng? Vừa rồi tại sao ngươi không ra ngăn cản hắn? Vãn Thanh hốt nhiên đổi chuyện đang hỏi Hồng Thư sang hỏi câu khác. Hơn nữa trong lời nói của nàng có vài phần phẫn ý, nàng biết. Hồng Thư mặc dù mang danh tỷ nữ nhưng cũng là người có chút tiếng nói trong phủ. Nhưng tại sao lại không hề ra giúp nàng, những người khác không ra tay cứu nàng, nàng không hề trách, nhưng tại sao Hồng Thư người mà nàng thập phần coi như người thân vì sao cũng không đi ra ngăn cản hắn. Nhị phu nhân có muốn nghe Hồng Thư nói chuyện xưa không? Hồng Thư nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói Vãn Thanh thấy được một sự kinh hoàng tột độ. Vãn Thanh chưa nói gì, Hồng Thư đã bắt đầu nói đại khái là ba năm trước, khi đó ra vừa mới tiếp nhận việc chủ quản phượng ra được một năm, cùng vào ngày này năm đó, tối ngày rằm tháng ba. Năm đó so với năm nay còn lạnh hơn, cây lê hoa còn chưa nở. Khi đó nô tỳ vẫn chưa phải là thị nữ thân cận của gia. Đêm hôm đó chỉ nhớ là gia uống rất nhiều rượu, say đến nỗi không nói được nữa. Khi đó đại phu nhân cùng chu tiểu thư đúng lúc tới phượng phủ, ngày hôm đó gia nhất định đến chỗ nàng rồi xảy ra chuyện. Hồng Thư chỉ nhớ mang máng là, khi đó đại phu nhân vẫn còn là một nha hoàn của em Nguyệt Nhi ạ, à. lúc ấy bên cạnh ra còn có một tên hộ vệ, là một võ lâm cao thủ. Cùng lúc ấy những âm thanh hỗn loạn nổi lên, mọi người chạy đến thì thấy bọn nô tài nằm dạp cả trên mặt đất. Tất cả đều bị một trường đánh chết. Mọi người đương nhiên đều biết chuyện gì xảy ra nhưng không ai dám mở miệng ra nói một lời nào. Từ đó, mỗi khi đến ngày rằm tháng 3, tất cả mọi người đều biết đường tránh mặt ra, hắn làm cái gì cũng không cản, thật ra là không muốn cản, cũng không có khả năng cản, với võ công của hắn mà nói, trong thiên hạ này, người có thể cùng hắn đấu tay đôi chắc hiếm như sao buổi sớm. Thành âm hồng thư mang theo phần dồn rập, không còn sự vui tươi như ngày thường, mà tràn ngập sự sợ hãi. Cả chuyện năm xưa, Hồng Thư chỉ nói một điểm. Rốt cục là phượng cô cùng nữ tử tên Nguyệt Nhi, vào ngày rằm tháng 3 năm đó đã xảy ra chuyện gì? hồng thư không nói không phải là do nàng không biết mà có lẽ là không dám nói thôi vãn thanh cũng thôi không nài ép nữa hồng thư nguyện sẽ không nói cho vãn thanh vãn thanh muốn nàng cũng không nói vãn thanh bước nàng cũng sẽ không nói nét mặt nàng trở lại bình tình thầm trách tại sao mình lại để lộ sự thất thố như thế chỉ là không nghĩ tới phượng cô đúng là một con người tàn nhẫn hắn làm cái gì cũng trong chớp mắt khiến người ta giật mình quả nhiên là ác ma nhưng, người xưa cũng từng nói, người đáng hận tất cũng đáng thương. Hắn nhất định là không chiếm được người đó, lại muốn đạp hư người khác. Nhưng chỉ cần nghĩ tới hắn vì bản thân mà đối đãi với nàng như thế, càng nghĩ càng cảm thấy thẹn, càng thấy xấu hổ. Càng nghĩ càng xấu hổ. Nàng lau mạnh cơ thể, như muốn bóc đi một tầng da hồng quên hết sự việc ban nãy. Hồng Thư vội ngăn cánh tay đang điên cuồng cầm khăn lau cơ thể của Vãn Thanh nói, nhị phu nhân, người không cần như vậy, gia, hắn, gia, hắn, nàng vì muốn nói giúp Phượng cô nhưng hết lần này lần khác không nói nổi nên lời. Bởi vì gia cư nhiên lại đi làm chuyện như thế, đối với Vãn Thanh mà nói là loại người vô phô, nàng hiểu rõ tâm tư của Vãn Thanh. Vãn Thanh nhìn nàng một cái, hỏi ta không sao, ngươi yên tâm, ngươi hãy về hầu hạ hắn đi. Nhị phu nhân, hồng thư còn muốn nói điều gì? Vãn Thanh đã khẽ mỉm cười. Đi thôi đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi không việc gì phải ấy náy, ta không trách ngươi, hiện tại, hắn đang say như thế, coi bộ dạng thật thê thảm, ngươi hãy quay về hầu hạ hắn. Hồng Thư nghe xong lúc này mới yên tâm rời đi. Song Nhi nhẹ nhàng bước tới, không nói một lời nào lặng lặng cầm khăn lau người cho Vãn Thanh. Vãn Thanh biết giờ phút này, trong lòng Song Nhi rất khổ sở, không muốn Song Nhi lo lắng liền xoay người lại nói, tiểu nha đầu không cần lau người ta mạnh thế đâu, làm thế cũng đâu có thể sạch lại được. Song Nhi vừa nghe, cũng không nhịn được nữa, oà lên một tiếng rồi khóc nức nở, càng khóc càng lớn, ấm ức, ai oán, vãn thanh nhìn thấy cả người Song Nhi run rẩy, nàng định lên tiếng an ủi Song Nhi. Nhưng nàng cơ bản không biết phải an ủi thế nào, nàng biết, nếu trong lòng có bi thương, nếu không dẫy bầy ra thì lại càng khó chịu. Hơn nữa, nghe Song Nhi khóc lòng nàng dần dần yên tĩnh trở lại. Tự ả à hồ xong nhi thấy vãn thanh trầm mặc cũng không khóc lớn nữa mà chỉ còn lại tiếng sụt xịt nhỏ. Việc đã đến nước này, có thể làm thế nào đây? Cũng chỉ còn cách hào hào mà sống sót. Có đôi khi, nàng hoài nghi rằng thế gian không có gì có thể dung chuyển được nàng nữa. Mắt từ từ khép lại, duy chỉ có tâm tồn tại một mảnh trong vắt. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, Hãy nhấn theo dõi nhé Cảm ơn các bạn Chương 10 Vẻ say Thất thân làm thiếp Có lẽ thật sự mọi chuyện chưa tới mức hỏng bét Sự thật được che dấu ý Hai ngày sau tình lại Phượng cô hoàn toàn quên sạch chuyện gì đã xảy ra trước đó Căn bản là do vãn thanh muốn Hùng Thư giữ bí mật Hùng Thư hiểu chuyện tuyệt nhiên không nói gì Ba Thị Tì nhìn thấy cũng bị Hùng Thư ép không được nói gì ra à, Rốt cuộc có bao nhiêu khán giả vì vậy sự việc này tất nhiên bị giấu nhẹm đi. Buổi tối, Phượng Cô lại tới nữa. Vẻ mặt hắn vẫn ngông cuồng tự cao tự đại, mặt mày khoe khoang mang theo vài phần tà mị, càng nhìn càng thấy lãnh khốc vô cùng. Hắn muốn nghe đàn, vãn thanh lại bắt đầu khởi lai like sướng ca, bởi vì đêm đó trên người nàng bị hắn cuồng bạo phát tiết, để lại nhiều dấu vết đỏ nên hôm nay nàng diện bộ xiêm y màu đỏ nhiều hoa văn để che giấu đi những vết cuồng bạo ấy khiến cho người ta có cảm giác rất kỳ bí nàng không dám hát lại khúc hát đêm trước sợ hắn nhớ ra được chuyện đó nàng đành hát một khúc liễu sao thanh thanh âm thanh thanh mềm nhũn trong bóng đêm tĩnh lặng tiếng hát của nàng trong vắt tựa phần còn ngọt ngào hơn hai đêm trước vài phần sướng xong một khúc nàng nhìn qua không thấy hắn đi mà đang chăm chú nhìn mình ánh mắt ấy bình thản quan sát nàng không hề biểu hiện một chút tâm trạng gì nghĩ mãi vẫn không ra trong đầu vãn thanh suy nghĩ liên hồi những ý nghĩ cứ liên tiếp hiện lên trong đầu nàng. Nàng nghĩ mãi không ra, càng nghĩ lại càng không hiểu hắn nhìn gì mình, tim bỗng đập thình thịch, nàng vội vàng lấy tay che ngực sợ hắn nghe thấy âm thanh này, cún, nghe làm sao được A Nhi, người luyện võ tai tính lắm. Nàng vội vàng điều chỉnh lại hô hấp của mình. Nhưng lúc này, Phượng Cô vẫn hướng mắt chăm chú nhìn Vãn Thanh. Vãn Thanh tâm lại một hồi chấn động, ngồi thẳng người lên đón nhận ánh nhìn đó phượng cô trong lòng đang nghĩ tới chuyện hai ngày trước tối hôm đó hắn say tới mức không nhớ rõ điều gì cả mọi chuyện xảy ra cứ mơ hồ không rõ ràng nhưng hắn láng máng rằng có một nữ tử đã sướng cho hắn nghe một khúc hát thanh âm thanh thúy tựa như ngọc từ ngữ mềm mại đáng yêu làm cho lòng người dâng lên nhiều cảm xúc sau đó sau đó sau đó là chuyện gì hắn không thể nhớ nổi nhưng chắc chắn là hắn đã xé rách y phục của một ai đó hắn không thể nghĩ ra nữ tử đó là ai càng nghĩ càng không ra ngẩng đầu lên thấy vãn thanh đang trầm mặc ngồi suy nghĩ bộ dạng như đang định nghinh chiến với hắn khiến hắn không kìm được phì cười một tiếng đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong lòng hắn tựa hồ nhớ lên điều gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhìn về phía mắt vãn thanh muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt nàng tối hôm trước người đó là nàng sao khúc lý hậu chủ cùng tiểu chu hậu là ngươi hát hắn có ý vấn hỏi vãn thanh nhìn hắn mặc dù nét mặt không thay đổi, nhưng lòng bàn tay đột nhiên lạnh toát, có phải là hắn đã nghĩ ra điều gì không, đã nhớ lại phải không, nếu không tại sao lại hỏi nàng có phải đã hát khúc Lý Hậu chủ cùng Tiểu Chu Hậu. Nhưng nàng ngay lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nếu hắn nhớ ra thì tại sao lại còn phải hỏi nàng như thế. Nếu thật sự hắn nhớ ra thì giờ phút này nàng đã sớm quỳ trên mặt đất. Hơn nữa, lúc nãy hắn hỏi nàng trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc chứ không có vẻ gì là đã nhớ ra. Vì vậy nàng chậm rãi nói, thiếp trước cũng đã từng nghe qua nhưng bất quá lại không thuộc được, chỉ nhớ mang máng vài câu. Nói xong nàng không quên cố tình thêm chút e lệ, nàng lại nhẹ giọng nói thêm một câu nữa, nếu là ra muốn nghe, thiếp có thể đi học. Không cần, Phượng cô cất tiếng lạnh lùng, nghĩ cũng lạ, bản thân Vãn Thanh là một đại tiểu thư con nhà khuê các, như thế nào lại có thể sướng khúc hát đó, chắc là do bản thân suy nghĩ quá nhiều nên nghĩ ra như thế. Hơn nữa, nếu người tối đó là nàng chắc hẳn đã rất sợ hãi làm sao có thể che giấu hắn được vậy vãn thanh thấy hắn không còn hoài nghi nữa liền cất tiếng vậy ra hôm nay muốn nghe khúc gì đây không nghe hắn nói thanh âm có vẻ phiền não trong ánh mắt lộ ra vẻ âm u làm cho lòng người sao động kỳ thật phượng cô cũng không biết vì sao trong lòng lại phiền muộn như thế nhớ đến nguyệt nhi trong đầu hắn lại hiện lên một nỗi đau đớn nàng khiến hắn vừa yêu vừa hận nhưng ngày hôm nay hắn cũng không rõ ràng tình cảm hắn dành cho nàng như thế nào mấy năm nay hắn cố ý không đi tìm nàng không nghe bất cứ tin tức gì của nàng mong sao có thể quên đi nàng để tình cảm của hắn nhạt phai đi những năm gần đây khi đã giành được cả cơ ngơi lớn như thế này hắn lại muốn quên đi muốn quên đi nhưng càng cố quên lại càng nhớ đến nàng tại sao tại sao phượng cô không thể nào nghĩ ra So với kẻ đó, Phượng cô kém hắn ở điểm nào mà nàng lại nhẫn tâm bỏ hắn để đến với gã đó? Phượng cô không muốn nghĩ nữa, định đứng dậy đi nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt trầm tư kia. Vãn Thanh nhìn hắn, không biết là phải nói điều gì. Đối với tâm tình của hắn, nàng không rõ lắm, là hận, có phải là hận chăng, hận đến tận xương tận tủy. Đêm nay, ánh trăng so với tối hôm trước không còn sáng rõ nữa, chỉ có vài vầng sáng rơi trên người hắn khiến cho người ta như thấy một vầng hào quang quanh người phượng cô, khiến cho hắn thêm phần quyến rũ, không còn cái vẻ lãnh lùng tàn khốc nữa. Nam tử này, quả nhiên có thể dễ dàng mê hoặc lòng người. Nguyệt Nhi kia là dạng người sắt đá thế nào mới có đủ dũng khí cự tuyệt hắn đây? Phượng cô ngừng lên, thấy vãn thanh chuyên chú nhìn mặt hắn, cũng không ngại ngần nhìn thẳng về phía nàng, khiến nàng nhất thời luống cuống, cặp mắt kia mang theo vài phần khải ái khiến nàng bị cuốn hút lại đây theo ta uống một chén hắn chỉ chỉ bình rượu trên bàn không nghĩ tới việc nhìn lén của mình thoáng chốc bị hắn bắt gặp nàng đỏ bừng mặt xấu hổ may mắn rằng có màn đêm đồng lõa che giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng ấy của nàng nhất thời nàng ngơ ngẩn trước lời nói của hắn không biết nên làm thế nào bởi vì ngày thường phượng cô chỉ tới nghe nàng hát đôi ba khúc rồi sau đó không nói lời nào đứng dậy quay đi hôm nay hốt nhiên mời nàng uống rượu làm nàng quá bất ngờ Bất quá, ngay cả cơ hội cho nàng nói hắn cũng không muốn. Nàng đứng tránh lên, vì không muốn quá gần gũi với hắn, liền sau đó nhẹ nhàng ngồi đối diện với phía hắn. Hắn nói với nàng nhanh uống rượu, vãn thanh không dám khước lời hắn, nhận chén rượu từ tay hắn nàng khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ. Rượu này rất thơm và ngon, là loại rượu thượng hảo trúc diệp thanh, rất ngon miệng. Uống vào thì thanh mát nhưng lại ngấm rất lâu. Người bình thường chỉ cần một đôi chén là đã say túy lúy may sao tuy rằng vãn thanh là một tiểu thư khuê các xinh đẹp nhưng nàng cũng là một người biết uống rượu sành sỏi bình thường nàng là người dịu dàng đoan trang nhưng không ai ngờ rằng nàng tử lượng rất khá mặc dù đã lâu không động tới rượu nhưng giờ xem ra tử lượng cũng không hề giảm đi nhớ lại lần đầu tiên uống rượu là lúc nàng ngưỡng mộ lý thái bạch có lý tưởng hào hùng nàng cũng muốn học nhưng ai biết uống xong một lần liền nghiện trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ đến rượu vì vậy mỗi lúc nhàn rỗi lại len lén sai xong nhi ra ngoài mua rượu về uống. Những năm qua, một mình nàng uống. Hiện giờ đến phượng vũ cửu thiên, trên dưới đều lạ lẫm rồi lại sợ rước lấy những phiền phức nên nàng đã không uống rượu. Hôm nay uống một hớp, cảm thấy như cổ họng được thông thoáng, cảm giác rất thoải mái. Nàng ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch chén. Phượng cô nhìn về phía nàng, lúc đầu cứ nghĩ nàng không biết uống nhưng khi thấy tử lượng của nàng tốt đến thế thì không ngờ. Nhưng nghĩ lại lại cho rằng có lẽ chốc diệp thanh chắc là tác dụng chậm nên nàng mới không say. Nhưng, không ngờ rằng vãn thanh uống liên tục năm, sáu chén mà vẫn còn tỉnh táo hắn bắt đầu ngạc nhiên. Nghĩ qua nghĩ lại cũng không tài nào nghĩ ra được một nữ tử như nàng sao tử lượng lại tốt như vậy. Nhìn khuôn mặt nàng ửng đỏ, dáng điệu thản nhiên, hắn không nói gì, tiếp tục uống, hắn muốn xem tử lượng nàng đến đâu. Vì vậy hai người liên tục cạn chén với nhau, một chén lại tiếp một chén, cạn chén này xong lại tiếp chén nữa. Cả hai như không còn cảm giác biết say là gì nữa. Mãi đến khi trên bàn tròng gọng 15 bầu rượu thì Phượng cô không thể không thán phục nàng được. Hắn bây giờ đã có chút say mà nhìn sang vãn thanh vẫn thấy nàng vô cùng bình thản, tựa hồ vẫn còn rất hăng hái. Nàng cười, vẻ mặt như hoa đào nở rộ, quyến rũ đa tình mặt mày phơi phới như có gió tràn qua, nhưng Phượng cô lại díp mắt không tài nào mở nổi con ngươi huynh say rượu thua cả thanh tỷ sao. Hai. chỉ là sau một khắc, Phượng cô chợt nảy ra ý nghĩ, chưa kịp lên tiếng thì vãn thanh đã ở trước mặt hắn từ khi nào, nàng chỉ nói một câu. Ta muốn ngủ, liền sau đó gục đầu trên bàn rồi ngủ ngay lập tức. Chỉ còn lại Phượng cô với vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi nhìn. Vãn thanh dám ngủ trước mặt hắn, dám uống với hắn, không sợ say, tử lượng của nàng quả thật là tốt. Hắn khẽ cười, nữ tử này, uống rượu say, không ông ào, không nói năng làm nhảm cũng không gây chuyện mà liền ngủ say. Cho nên, về căn bản, nàng uống rượu cũng không cần quá lo lắng.